Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bác Tô Và trong cái update 20 thì có rất là nhiều thanh kiếm được làm lại chiêu thức Và trong đó thì có một thanh kiếm vô cùng được đặc, biệt được làm lại Đó chính là cây tam kiếm Và nếu như các bạn chơi lock root thời điểm mà chưa ra Maxi 3 đó Chính là thời điểm C2 Thì có một cuộc tranh cãi không hồi kết giữa tam kiếm và Yoru đúng không nào Và các bạn cũng nhớ rằng là lúc đó thì cứ người nói mà Yoru mạnh hơn Thì chắc chắn là mấy ông fan tam kiếm thì sẽ vào nói là okay, chơi game bay to win chẳng qua là sử dụng yoru bay to win có gì hay và những cái người mà sử dụng yoru Ủa với những người mà sử dụng tam kiếm mà nói tam kiếm mạnh hơn thì mấy người yoru cứ rủ ra solo thế là một cuộc tranh cãi đó nó là một cuộc tranh cãi không hồi kết tuy nhiên thời điểm mà ra maxi ba rồi thì có những thanh kiếm chẳng hạn như là xong kiếm màu đen nó mạnh hơn hẳn và cái lưỡi Hai bóng tối là, cũng là một thanh kiếm medical là một cái lối chơi mới dễ combo hơn và combo nó cũng liên kết hơn và dần về sau những anh kiếm như các bạn cũng thấy là những anh kiếm là một dạng legend nó combo rất là liên quan nó rất là liên quan đến combo và nó thậm chí đam còn to hơn tam kiếm và yoru thì lúc đó người ta không sử dụng nữa lúc đó đâu có ai còn quan tâm đến tam kiếm là yoru đâu đúng không nào tuy nhiên là cho đến thời điểm gần đây thì yoru được làm lại hình ảnh có lẽ là hình ảnh hơi cũng cũng uh, bình thường đúng không nhưng tam kiếm được làm lại chiêu thức và phải nói rằng là như thế này các bạn tam kiếm làm lại chiêu thức thì cũng đúng tại vì về sau á khi mà game bắt đầu combo nhiều hơn á thì tam kiếm nó yếu hàng hẳn joru các bạn biết tại sao không? là Yoru là một cái thanh kiếm á mà nó kết thúc combo á kiểu như nó không mạnh quá nó cũng không yếu quá tại vì nó không phải là thanh kiếm để combo mà người ta sử dụng xong hết một combo dùng nó để kết thúc hai chiêu nhanh chóng luôn đúng không nhưng Tam kiếm là một cái gì đó mà không thể combo một cách dễ dàng được, rất là khó để combo Chúng ta có những thanh kiếm mà combo tốt hơn, chẳng hạn là song kiếm Oden, hay là những cái cây như là uh, Saber Shisui, hay là những cái kiếm Yama Tushita, hay là Bole rất là nhiều thanh kiếm combo tốt Tại sao chúng ta lại chọn một cái Yoru lại không thể combo, hoặc là rất là khó combo đúng không nào Và chính vì khả năng mà khó combo, thậm chí là không combo được nó đã khiến cho tam kiếm chính thức yếu hơn dầu rù và đòi cho đến thời điểm này admin làm lại chiêu thức của tam kiếm để khiến nó quay trở lại um, nó combo dễ hơn và trong video này chúng ta hãy cùng nhau review cái thăm cổ chúng, re... chúng ta cùng nhau hồi nào mà các bạn hãy xem chiêu thức của tam kiếm được làm lại nó như thế nào ha và đầu tiên thì mình sẽ muốn nói luôn các bạn là cái tam kiếm làm lại nó xuất hiện một cái lỗi về cái bóng á thì mình sẽ ghép cái video vào ban ngày cho các bạn xem rõ hơn cái bóng này thì nó dài đến nỗi là đến cuối map luôn các bạn và mình nghĩ là sau này admin sẽ fit thôi ha thì cái bóng này nó chỉ xuất hiện khi nào mà mặt trời nó đang lên và mặt trăng thì đang lặn nói hay là mặt trăng đang lên hay là mặt trời đang lặn nói chung là nếu mặt trời ở giữa sẽ không có hay mặt trăng ở giữa sẽ không có ha và cái bóng này á nó không ảnh hưởng gì hết á mình nghĩ là nó nó là một cái loại cái bóng này ha được rồi thì bây giờ quay trở lại về chiêu thức của tam kiếm được làm lại thì đây À, chiêu thức của tam kiếm đầu lại đầu tiêu là chiêu Z nó lướt đến một vị trí rồi đối phương và nó sấy kiếm nó hất văng ra à, cái chiêu này nó giống giống như là mình nhớ như là nó giống cái kiếm nào mình quên rồi hình như là nó giống cây cây mỏ neo á nhưng mà thấy cái mỏ neo thì combo nó à, nói chung cũng giống vậy và tiếp theo là chiêu ít của cái tam kiếm nó đánh ra cái đầu sói không các bạn thấy nó đánh ra cái hàm sói và nó sấy rồi nó hất tung lên rất là cao như vậy thì các bạn cũng biết rằng là um, cái tam kiếm này nó combo như thế nào rồi chỉ có một cái là chiêu z bây giờ nó lướt rất là ngắn chứ không có được như chiêu z ngày xưa tuy nhiên thì dễ combo hơn lướt ngắn hơn cũng được ngày xưa thì dài quá nhưng mà lướt xuyên qua đối phương là quay sử là quay lại sử dụng chiêu ít là hụt lắc rất là khó nhưng mà bây giờ nó ngắn hơn nhưng nó chất lượng hơn là dài thì đây mình sẽ cho các bạn xem combo của tam kiếm bây giờ khá là dễ luôn và chắc chắn là chỉ có zx thôi chứ xz thì khó lắm các bạn đây nè thất à, đối phương ra và sử dụng chiêu này à, hơi hơi nhanh tay hơn tí nha các bạn chứ không là đối phương chạy nhưng mà thực tế mình đã combo và mình test thử rồi thì mình cứ zx là dính hai chiêu luôn chứ đối phương cũng khó mà chạy được trừ khi á, là đối phương bật hai khi quan sát né chiêu z của các bạn nhưng là tam kiếm thì không phải là các bạn dùng à, ngay từ đầu bạn thấy đối phương đang chạy bạn ZX ít như thế này vì chắc chắn bạn z sẽ hụt và cái khoảng cách z nó ngắn cho nên á, là bạn cũng không thể tiếp cận mà sử dụng chi chết lại được bởi vì nhiều khi tiếp cận bị Mochi chi nó đánh sao hay là bị những cái trái quỷ khác nó khống chế thì sao cho nên là sử dụng tam kiếm thì chúng ta phải sử dụng những trái quỷ mà có thể là, là là lôi cái con quái lại gần thí dụ như thế này đi đúng không rồi sau đó thì mình sử dụng cái combo này và Ồ, <laughs> cái này thì nó hất văng ra rồi À, mình đang định ví dụ thôi nhưng mà chắc là kết hợp kiểu này không được ví dụ như mình mình lôi đối phương lại đi đúng không rồi sau đó thì mình zx zx luôn là một cái cuối cùng để kết thúc combo các bạn biết tại sao không tại vì á mình thấy là chiêu ít nó hất tung lên cao quá và đối với mình một người không phải là rồ về kỹ năng mình vẫn chưa biết là khi mà hất tung đối phương lên thì mình có thể sử dụng chiêu thức nào để tiếp tục một cái combo và nếu như các bạn nào mà biết cái cách combo á, mà khi mà hất tung lên được như thế này á, mà vẫn còn combo được thì hãy để lại commenter bên dưới ha, đó, tung quá trời cao luôn thì các bạn để commenter lại cho mình biết coi là kết hợp với cái gì. Còn đối với mình thì mình nghĩ là cái gì dễ thì mình hãy làm. ví dụ như mình uh, uh, có thể là mình uh, kéo nó phương lại, sau đó thì mình combo chết ít. Còn cái gì khó quá thì tạm thời bỏ qua ha và chỉ đơn giản thôi, làm lại chiêu nhưng nó mang đến một cái hiệu quả không ngờ cho cái tam kiếm và từ đây à, những cái fan mà hâm mộ tam kiếm ngày xưa có thể là nói ôi bây giờ tam kiếm là nó ngon rồi nó combo được rồi với vô ru mấy ông thì à, vẫn chưa combo được nhưng mà mình nghĩ hai cây này nó có vẫn một cái gì đó nó giống nhau các bạn <laughs> nó vẫn có một cái để đối đầu với nhau là hai cây mình thấy là chủ chỉ để kết thúc combo thôi Ngày như vô ru thì, thì thí dụ như đây ví dụ mình sử dụng trái cát này, đơn giản bữa mình sử dụng trái cát y sabơ các bạn nó là khó quá Hay, nhưng mà bây giờ cái này này nó dễ hơn nè các bạn ít trái cát lên và đó các bạn thấy không nó rất là dễ luôn và gây được 11 một đam tất nhiên là đam thì nó yếu hơn sabơ rồi nhưng mà nó dễ còn sabơ thì nó dễ hụt đó và cái này thì nó hoàn toàn phá được hai của chiêu z mình z xong mình ít thì lúc đó mình cũng không cần tập, cần dùng tập xe bót đó còn tam kiếm cũng giống vậy ví dụ như bạn sử dụng mochi giống như mình lúc nãy bạn có thể sử dụng bất kỳ chiêu thức nào xong gần hết cái combo rồi sau đó bạn quay lại bạn sử dụng cái tam kiếm để kết thúc cái đối phương luôn có thể là mình lôi ít trời lộn chiếu ơi lộn chiếu ơi ví dụ như mà mình có thể làm như thế này đi thì uh, mình lôi lại sau đó thì mình sử dụng như thế này đó rồi um... Ẩm thời là trên đó trên 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 đó là lý thuyết là ý tưởng nha các bạn còn thực tế thì chắc là không có được vậy đâu thì đối phương có thể chạy nhưng mà với những chuyên gia bb thì có thể nghiên cứu ra được nhiều hơn mình thì mình chỉ thấy là trên trên đầu tiên á, là mình chỉ thấy như vậy vì mới sách cái kiếm ra test mà cho nên là mình chỉ thấy những cái combo sơ sơ vậy thôi còn các bạn là người đã sử dụng lâu rồi có thể nghĩ ra những cái combo hay hơn và để lại comment ở bên dưới để chúng ta cùng nhau nghiên cứu đó mà nào và như vậy thôi, đây là một video làm về tam kiếm được làm lại Và mình cảm thấy là khả năng mà... Ủa gì mình cảm thấy là sao ta? Ừ, khả năng này, thanh này, thanh kiếm này có thể là quay lại được nha, có thể nha Chứ mình không khẳng định là nó có thể quay lại được một trăm Và kiếm thì bây giờ admin cũng muốn cho những cái thanh kiếm mà súng nó ngang bằng sức mạnh với lại trái quỷ Vì ra cái in mà rõ ràng là như vậy để lôi kéo sức mạnh lên vì còn mili thì buộc anh em phải sử dụng vì mình phải có energy thì mới chơi được không có energy nó khó chơi lắm đương nhiên là vẫn chơi được nhưng mà khó thôi ha và được rồi bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây càng nói càng luyên thiên và càng nhàm chán đúng không nào và các bạn xem video đến đây thì cảm thấy hữu ích thì hãy để cho bác tô một like và một chia sẻ video đến cho bạn bè cùng xem video này và một đăng ký để ủng hộ bác tô nha bye bye mọi người